À, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ đính hàng cho cái nick chính của mình nhá. Hiện tại thì mình sẽ vào trang bị cho mọi người cùng xem luôn. Tướng mình rất là nhiều luôn, không biết đánh con gì luôn, vì thế hôm nay mình sẽ đánh là con rốt. Đầu tiên thì kiếm truy hồn, rồi tới giày hộ vệ, xong rồi tới phức hợp kiếm này, rồi tới thực long này, thánh kiếm này, rồi cuối cùng là kiếm mu ma. Ok, thì mình sẽ đánh hàng luôn. Hiện tại mình cao thủ 13 sao rồi. Cái nick này mình rất là ít chơi, hiện tại mới cấp 28 thôi. Nói chung là không có thời gian chơi á, mình lâu lâu vào đánh thường một trận để nói chung là một trận hoặc là 2 3 4 trận gì để lấy cái thưởng vàng đấy. Hiện tại thì bây giờ khá là khuya rồi. Mà mình chờ trận lâu quá. Coi bảng ngọc này, bảng ngọc AD của mình này đấy, ngon chưa? 80 luôn. Mình sẽ còn 1 2 3 4 cục ngọc kia nữa. Mình sẽ ngọc vật lý nhá. Mình sẽ cộng cho nó ngọc vật lý và tốc độ chạy được 1%. Ok, thì mình sẽ vào trận luôn. Hiện tại đang rất là khuya luôn. Hôm nay là ngày chủ nhật. Chủ nhật là mình chơi Hồng C7 nè. Hồng C7 nè. Đừng có để tôi lo. Bạn ơi, bạn gì đó ơi, bạn Hùng ơi. Úi dồi ôi, 1.000 trận, 1.001 trận, tỷ lệ thắng 53%. What the fuck. Đừng có để tôi lo cho. Ôi trời ơi. Trời, mình này, nick này mình không có tướng ấy chứ. Nếu mà có tướng thì mình nói làm gì. Trời, khổ quá cơ. Anh Hảo trên YouTube à? Ờ đúng rồi nè, bạn nhường cho mình đi. Chính xác luôn đấy. Không biết bạn này là ai, sao lại nhận ra được mình ta. Có nhường cho mình con Không có tướng. Không có tướng, đăng like à bạn? Không bạn ơi, mình đang quay clip. Quay clip chứ. Hồng Seven. Cái tên này mình thấy quen quen, không biết mình gặp ở đâu rồi đấy. Không biết bạn nào có quen cái người nick tên này thì có thể bình luận bên dưới video này cho mình biết là cái bạn này là ai nhá, hay là sao mà thấy quen lắm ta. Thật sự mình thấy rất là quen nhưng mà mình không biết được là ai. Mà đánh 1.000 trận Nagaroth, 1.100 trận. Úi dồi ôi, tỷ lệ thắng 53%. Không biết bạn ấy được bao nhiêu sao rồi. Hình như bạn ấy đánh cùng với cả Lữ Bố. Tại vì Lữ Bố thấy bạn ấy chat kiểu đó mình nghi lắm. Chắc là hai bạn ấy đánh chung. Team mình có cả cục tạo vàng này. Rồi vị tướng đường giữa này, DAD hay đường giữa đây, mid thì là mid. Mình thì lấy Toro mình đi test tướng luôn. Lâu rồi có bạn không kêu mình chơi Toro. Ừ, mình chơi đi chơi, sợ cái gì. Run chơi mà sợ gì mưa rơi. Team mình thì không có AD, một áp và ba tăng, một sát thủ. Ok, mình cũng chả biết dạo này làm sao mà đánh cái kiểu này nữa. Team mình theo mình thấy thì phải có AD nữa. Hoàn không có tanh khác à? À đấy, biết ngay mà. Bạn ấy kêu là Hoàn, có nghĩa là chắc kêu các bạn Nữ Bố ấy, không phải mình đâu. Úi dồi ôi, mình cứ tưởng kêu mình á. Úi dồi ơi, ngại quá cơ. Đâu có đâu, kêu Nữ Bố đấy cơ, không phải kêu mình đâu. Kiểu như hai bạn đánh chung ấy. Đánh nếu mà muốn theo như mình biết á, thì là những bạn ở trên thách đấu á, là đánh là chung hai người. Mọi người có hiểu không? Có nghĩa là đánh đấy, đánh tính chơi. Mình cầm bảng AD mà sợ đánh nhau chơi nào. Vớ vẩn. Theo như mình biết thì là bạn sẽ chơi theo cái kiểu là có nghĩa là mình ở danh cao thủ đánh chung với một người, có nghĩa là hai người đều chia hay á. Một người kia là sẽ đánh cái con ở nick ở rank kim cương nhá, có nghĩa là đi kéo nhau á, kéo nhau ở lên thách đấu á. Cái đó thì mình biết lâu rồi nhưng mà không biết có bạn nào biết chưa. Mình cứ nói đại vậy. Chắc là có một số bạn là biết rồi nhưng mà một số bạn chắc không biết đâu. Nếu bạn là danh thấp làm sao mà biết được cái đó. Nhưng mà đánh như vậy thì mình sẽ gặp hai người chơi hay mà. Sẽ gặp như vậy thì team bên kia sẽ có ở những cái người mà có elo thấp. Elo thấp có nghĩa là những người ở bạn cao thủ ít sao á. Đấy đấy đấy, nó sẽ dễ chơi hơn là mình đi một mình ở rank thách đấu sẽ gặp toàn thứ dữ thôi. Đấm trò này. Không biết Hùng Seven đó, không biết quen quen. Mình cũng chả biết nữa, mọi người có thể nếu mà biết thì bình luận bên dưới video này coi mình biết là ai, như thế nào coi. Ai sẽ trả, thôi đánh cái đó vấn đề đó để tính sau đi ha.
chơi nhiều AD làm cái gì? Đây. Đấy, làm cái gì nhau? Đấm luôn, đúng rồi, đấm luôn, cho hỏi về luôn. À trời ạ, hồi máu rồi, thôi đi về. À, nói về cái vị tướng gọi là Skull này, đánh nó đánh hồi máu liên tục luôn. Nó chả cần phải về luôn cũng được nữa. Vì đánh con nó rất là sướng. Con Toro này thì mình sẽ lên đồ theo cái món trang bị mặc định của nó nhá. Nó lên cái giáp áo gì mà nó có cái giống như cái áo chặt lửa ở trên Liên Minh Huyền Thoại ấy. Đúng rồi, ăn con nó luôn, ăn luôn. Sợ cái gì? Ăn đi, không ăn à? Trời ơi. Ấn chừng trị không mở được, không được DM chứ. Sao lại không được? Vậy là không ăn được á? Bạn đã đánh 1.100 trận rồi đấy, không phải dạng vừa đâu. Xuống dưới thêm nữa nào. Xuống đi mình đấm cho. Ê, rừng mình làm gì kia bạn ơi? Họ đi qua cướp rừng hả? Thôi đi về Skull. Họ làm cái gì đây? Đánh luôn này, cho nó chê luôn này. Ôi giời ơi, thôi mình hết đường về rồi. Skull lao vào là mình lao theo ấy chứ. Ờ, Skull chết luôn rồi. Sao mà chạy được nữa? Ui giời ơi. Thôi xong. Nát tiền, nát tình, nát hết tất cả rồi. Ok. Lưu bố gạt quá. Chà, bình tĩnh con nào. Làm sao đây, mình chơi con này làm sao mà gánh tem đây. Đúng rồi, bắt luôn. Rồi, một mạng. Tem mình giết được 2 mà chết 3 rồi. Ăn rồng luôn nào, ăn rồng luôn. Tập trung ăn rồng luôn, chiến đấu về hạnh phúc gia đình luôn. Đây. Ôi dồi ôi, tem bạn lại tới, nó đông thế. Chán thế nhở, ăn con rồng không yên đấy. Khổ. Rồi, mất con rồng luôn rồi. Vãi thật chứ, ăn rồng cho người ta. Săn đời vãi ra. Ây, chà chà, đứng lại coi. Ôi, thôi bỏ đi. Thôi, chịu thôi. Mình đi về farm chút xíu đó, coi sau này lấy ăn nhiều cho nó béo ấy coi. Úi trời, con lính với cái con cua đánh nhau kìa. À, con lính nó đánh con cua chỉ biết nằm im thôi. Ê, đúng rồi, trời, người ta nằm im vậy, đánh cho nổi. Đấm cho. Trời ơi, thấy con cua hiền bắt nạt cứ đánh thôi. Con cua thì cứ cúi đầu xuống chịu đựng. Còn cái con lính này cứ đứng cầm cái kiếm chém. Chán. Bắn đi, đúng rồi, bắn đi. Rồi bây giờ mình lùi lại này rồi làm gì nhau. Này thì hổ báo này, ulti hai phát này. Lấy đi đâu đường nào mà chạy nữa. Đấy, tuyệt vời. Có mạng liền luôn. Ê, thôi chết rồi. Chết rồi, ăn được AD rồi. Lưu bố làm gì vậy? Thôi ăn cái trụ luôn. Ê, đánh cái trụ đúng rồi, đánh cái trụ hay lắm. Nào, cái con Toro này nó có chiêu 2 là tăng một lớp giáp nhá. Cần thiết thì mình ấn chiêu 2 nó sẽ nói chung là giúp mình nó tăng thêm được lớp giáp ảo đó. Có khi Nakarot kìa, hay quá, đánh đi. Nakarot ăn được đấy. Ôi. Nakarot chết luôn kìa. Ôi vãi tè. Thôi chết rồi. Mình không ăn được AD rồi. Vãi nhồn. Trời ơi, bạn vãi cái gì đấy? Mày nhớ là bạn con trai mà sao bạn vãi được ra cái thứ đấy nhỉ? Tài thiệt chứ. Mình cũng đến chịu thôi. Này. Tuổi gì hả Na? Mình cũng chả biết nói sao pha đấy nữa. Không biết bình luận gì thêm. Tại vì bà ấy đánh cả 1.000 trận rồi. Mình cũng không dám nói thêm bình luận về cái vấn đề mà
đánh được hay là không được đâu. Đánh 1.000 trận, 1.100 rồi thì mình đâu dám nói gì thêm đâu. Nói mất công mọi người lém đá mình nữa, tội nghiệp lắm cơ. Mình có biết cái gì đâu. Mất công mày ném đá, mày đánh đéo bằng người ta mà mày đặt xấu xảo. Đánh đéo được 1.000 trận đâu mà mày đặt nói này nói kia. Úi giời ơi, nhiều đá lắm. Biết làm sao? Vì thế là mình sẽ chọn giải pháp gọi là im lặng đi ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Peta ơi. Peta ơi, đúng rồi, hay quá. Đấm cho phát này. AD làm cái gì? Đấy, có mạng ngay. Hồi máu cho mà đánh luôn này. Tem mình tanh nhiều thế này phải đánh về sau, lúc đầu không đánh được đâu. Nhưng mà tem mình phải biết delay kìa. Chứ đánh mà chết hết thế này thì úi giời ơi, úi giời ơi, chạy đường nào. Rồi bây giờ tôi chạy đường nào đây? Úi giời ơi. Thua. Tem mình thất thế quá. Căn bản là do mình gà quá, không có làm được cái gì hết trơn, đâm ra vì tem đối phương nó quẩy đá quá. Dừng thấy chán đời ghê. Trời mới có 0-2 chứ đầu chán. Cứ từ từ. Hôm nay đánh Sida quá. Trời, bạn chat tổng luôn mới chịu chứ. Sao lại chat tổng? Chat bên mình nghe được rồi. Chat tổng người ta cười chết đây. Nhất là cái anh gọi là anh John á, anh xấu tính lắm. Hôm nay anh mà giết được cái là anh chat liền. Tuổi gì liền. Trời ơi, như thật đi. Cái đó chắc chắn là gọi là người lớn rồi đấy, không phải trẻ trâu đâu. Đấm cho. Đấy, ok. Ăn rồng luôn, ăn rồng luôn, ăn rồng luôn. Thôi 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 thôi. Nagarot chạy được không? Úi giời ơi, Nagarot. Ừ, vẫn chạy được. Đấy, chặn đường về. Úi giời, chặn chốt. Thôi 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 thôi, về đi. Sao mà đánh được, người ta 3-4 người. Úi giời, thôi thôi thôi. Em té đây. Rồi xong. Rồi nó quấn mình luôn kìa. Úi giời, nó quấn mình luôn. Và hay Omega chạy như siêu nhân ý. Vào quay như thế làm sao mà chơi. Rồi Nagarot anh làm gì đây? Úi giời, bay vào cầm hai cái kiếm. Chiu 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 chiu. À đây bắn thiu. Một phát làm luôn, làm dài luôn. Nếu hiểu tiếc đéo gì con rồng. Toàn tanh làm đéo ăn được. Cũng tùy thế chứ, tùy người chơi chứ đâu có phải là. Nói chung vì tớ nào mà cũng có cái điểm mạnh hết trơn á. Ôi ôi, ra nhanh nào. Làm sao đây? Làm sao đây khi mà tôi vẫn cứ nghèo nè. Trời, trận vừa rồi mình bích chậm quá. Phải chi mình bích nhanh một chút là ok rồi. Phải lắm mất một sao. Rồi ok, mình sẽ đánh thêm trận nữa luôn. Hiện tại là cũng khá là muộn rồi đấy. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật. Và không biết khi nào thì mình up clip này lên nhá. Mình chỉ biết hôm nay là chủ nhật mình làm clip này thôi. Khuya rồi nhưng mà ban ngày ngủ nhiều quá. Đêm không ngủ được. Đấy, đấu luôn. Ê, nhầm rồi. Đi đấu hạng chứ. Làm clip là phải đánh hạng nó mới xuống. Đánh thường chán lắm. Đánh thường không có cảm giác chơi. Đánh thường gặp mấy người đánh yếu không à. Cảm giác mình chơi nó không thích. Đánh thường người ta vào tết tướng ấy, đánh chán cực kỳ. Ok thì mình sẽ vào luôn. Bứt Nagarot và nhanh tay và lé mắt. Bứt xong rồi khóa. Ok. Cầm chừng chi đá. Đấy. Tem mình S3 này quên quên. À S3 mid. Rồi hồi nãy đánh con Peta. Đấy mình khóa luôn. Mình đánh mấy con này mới có 255 trận à. Nói chung là hơi ít. Tem mình có I am Cole. Natalia đứng giữa. AD thì 1 ST giáo đầu à. Vâng, Oma là Kim Jun Vác. Còn Gidu thì là mid rồi. Và anh đặt tên là Hy vọng hay xíu. À, ý của cái bạn Gidu này là chắc là biết mình. Hồi nãy chắc nghe là bạn Hùng Seven đó nhắn tin là anh Hảo YouTube. Chắc là bạn này hy vọng mình á.
Đó là ý bạn nói, ý vọng ý ý ý bạn ấy nói là hy vọng mình chơi Nagaroth hay một xíu á. Ồ, hiểu rồi. Mọi người có ai hiểu chưa? Ok, thì để vào trận thì mình mới biết được, chứ nói ngoài làm sao mà biết được. Bà đấy chơi Gidu. Tên bên kia, oh my god. À, tên bên kia hồi nãy cái bàn mà chơi Skull á, là cục tạ vàng đó. Bây giờ chơi điêu thuyền ở bên kia rồi kìa. À, hay ngon chưa? Ô, tuyệt vời. MBD. Cái gì MBD đây bạn John ơi? Mình cứ tưởng bạn John là bạn John hồi nãy ở bên kia nó thì gặp mình nên mình lại sướng. Hôm nay thì mình sẽ gặp Nagaroth Thúy Kiều. Đây cái con này con Paita đúng không? Con hỗ trợ Paita. Ok vào trận luôn. Mình sẽ đi ăn con bùa đỏ trước cho nó máu lửa. Đánh là phải máu lửa lên nó mới xuống. Trận này thì mình sẽ đánh cho các bạn gọi là đâu rồi ta? Gidu đi ha. Phải Gidu các bạn biết. Hy vọng hay một xíu, ý nói mình đây. Ý nói mình đánh hay một xíu hy vọng ấy, hy vọng là mình đánh hay đấy. Úi giời ơi, vãi cả hy vọng. Tí nữa mình KS hết không cho bạn ấy ăn mạng nào luôn. Ờ đó mà. Hổ báo, cáo trồn. Cái gì đấy? Qua nhà người ta cướp bùa luôn á. Ờ. Hay vậy. Oma với cả Natalia. Đúng rồi. Đây thì mình sẽ giúp bạn ấy đẩy mấy con lính đường giữa luôn. Ôi con bùa mình còn không đây hay nó ăn mất rồi đây. À vẫn còn, hay quá. Qua người ta ăn. Ủa bạn ấy lại sao lại không ăn bùa xanh nhỉ? Ê vừa mới nói xong hết hồn chân rồi. Ui giời ơi, cứu tớ. Đúng rồi, Natalia vào cứu tớ với. Bạn ấy đứng bàn chờ một xíu đi, mình ăn con bùa xanh coi. Vừa mới nói xong, xoay lên xoay xuống nhìn hết hồn trước mặt. Vãi cả lòng. Ớn thật đấy chơ. Khiếp đen. Tí nữa thì chết mà không hiểu lý do vì sao luôn. Bạn ấy dám qua cướp à? Vớ vẩn nhỉ. Mình cũng qua cướp đâu. Đồng đội mình qua cướp bạn giết đi chứ tự dưng qua đây làm gì? Ủa tên mình ai chết vậy? Úi giời, Oma chết ngắt luôn. Sướng nha. Đánh chán quá, không biết làm gì đây. Đi ăn cái con rơi nhỏ này đi. Ôi chuối kìa. Đánh nhanh lên nào. Úi giời ơi, mấy cấp thấp này đánh cái con này lâu quá. Phải chia đánh nhanh một xíu là mình bay xuống mình húp. Ê Triệu Vân kìa. Ê giả bộ thôi. Úi giời ơi. Nào, rồi làm gì nhau? Làm cái gì nhau? Úi giời, chạy đi đâu? Tớ hỏi bạn chạy đi đâu? Đấy. Phát đấy Oma không tới kịp là mình cũng giết được luôn. Mình đã lướt qua né cái chiêu 2 của con Triệu Vân rồi thì làm sao bạn giết được mình nữa? Cơ hội đó là nói chung là không còn rồi. Điêu thuyền kìa. Chuẩn bị nha. 1 2 bắt. Úi giời ơi, tốc biến. Thôi bỏ đi, bạn tốc biến rồi. Đã tốc biến thì mình phải tha chứ. Và đấy bạn không tốc biến là mình hất chiêu 1 ulti khác là chết ngay. Sao mà sống được. Ê, thấy nào có rốt em bạn đứng thập thò ngoài đường kìa. Vậy bảy rồi nha. Không có chơi nha, không có chơi ăn trộm, ăn cướp gì đây nha ba. Đấy, trừng phạt xong rồi chạy thôi. Mình ít máu hơn. Đánh nhau làm cái gì? Lời con rồng rồi. Hiện tại thì nick này của mình có 3.2% gọi là hút máu đấy. Nói chung là mình sẽ lên cái cây phức hợp kiếm luôn. Mình sẽ không lên cây quỷ kiếm nữa. Tại vì ngọc của mình có hút máu rồi mà. Mình lên cây phức hợp kiếm nói chung là hút máu là nói chung là cũng đủ rồi đấy. Chả cần phải quỷ kiếm mới đủ đâu. Nhưng mà có quỷ kiếm thì hút nhiều hơn, nhưng mà mình không thích. Cái gì mà mình thấy lợi hơn thì mình làm thôi. Quỷ kiếm mà lúc đầu mình không có một giọt hút máu nào mình mới hay lên. Giờ thì mình ít lên rồi. Hay quá, Midori Natalia ơi. Em tuyệt vời quá. Đứng ngoài nấp. Lùm lùm á. 1. Lên nào, AD ơi. Gidu đúng rồi, bắn choáng phát con nào. Đúng rồi, hay lắm. Ôi dồi ôi, nó hồi máu nó chạy kìa, có nạn thế. Mình băng vào trụ mình giết luôn. Ngại cái gì. 1, 2, vô. Rồi, choáng hay quá. Đói, 1 em.
Này thì hổ báo này. Để rồi xem này đấy, ba mạng luôn, tuyệt vời. Guido ơi, bạn có muốn xem gì nữa không? Mình cho xem luôn này. Hồi nãy bạn kêu để rồi xem. Đấy, cho bạn xem luôn. Ngại cái gì mà không dám cho xem. Sao chả thấy khen mình câu nào ấy nhở? Chán bạn ghê. Ê, 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 bảy rồi. Ê, ê, ôi trời, mình ulti không được kìa. Này thì không được này. Rồi, chạy bạn chạy đi đâu? Rồi, bạn chạy giùm mình cái. Chạy hộ cái. Chạy đi đâu? Đi đâu về đâu khi mà bạn đã bị mất hết chiêu rồi. À, ok. Hiện tại thì mình đã giết được 4 mạng. Nhưng mà lại chả hỗ trợ được mạng nào. Đây, hỗ trợ cho bạn đây. Ừ, đấy, hay quá, hỗ trợ liền. Ủa giời ơi, mạng này là của tớ. Làm sao mà ai ăn được. Bạn tính ăn nữa hả, Natalia? Ai am có le gì đây? Vớ vẩn quá cơ. Đánh luôn, giúp này, giúp con rồng nè. Ủa ôi, bạn mít, bạn chả chịu giúp gì hết. À, con rồng, ưu tiên ăn con rồng, đấy. Này, ô, trời ơi, chưa kịp. Hay quá, lại chết nữa rồi. Xem mình quá hay rồi. Ai cũng xanh hết trơn á. À, hiện tại thì mình hỗ trợ được 2 mạng mà mới giết được có mang 5 mạng thôi, hơi ít. Cố gắng mình sẽ giết thêm vài mạng nữa cho nó xanh xanh một xíu để cho cái bạn Guido bạn ấy gọi là hy vọng. Cho bạn ấy khỏi hy vọng nữa. Đây đây đây, đúng rồi, ôi trời ơi, bức tường. Bức tường này như hôm nay nó dày hơn mọi ngày phải. Đánh nhanh như thế nào, mình ra mình giúp đồng đội cái nào. Đây, mình tới đây. Mình tới đây. Ui dồi, chưa kịp tới đã chết mất rồi. Chán thế không biết. Đây, bình tĩnh coi nào. Rồi, ok, mình ăn được con xong con rơi rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra đường giữa. Natalia đang nấp kìa. Ê, nấp à? Bạn nấp thì mình cũng nấp. Nấp lầm. Ê, đường trên kìa. Chuối. Ui sợ ơi, mình tới là húp ngay. Chưa kịp tới đã chết rồi, chán thế. Nakarot. Ây da, đứng lại coi, chơi cái nào. Ây, Nakarot. Đứng lại coi, anh em mình là một gia đình. Một gia đình thì phải chạy nhau, trốn nhau, khổ thế trời. Chạy đi đâu hả bạn? Này thì hổ báo này, giết bạn luôn, ngại cái gì. Lỡ rồi thì yêu luôn đi. Yêu nhau mấy núi cũng đèo đúng không? Úi dồi ôi, đây có mấy cái sông anh cũng lội qua, anh đèo anh giết luôn. Đây. Úi giời ơi. Đường gập ghềnh lắm nhưng mà anh vẫn cố bước qua để mà tới với em. Tiếu Thuyền ơi, em xinh quá cơ. Em xinh quá nhưng mà anh sẽ rước em về dinh của anh. Giống như là Lưu Bố ấy. Nhưng mà trận này không có Lưu Bố thì mình có Nakarot ha. Ok. Vậy là mình đã giết được 8 mạng luôn. Úi dồi ôi, quay đi quay lại 8 mạng luôn. Ngọt thế không biết. Quét sạch luôn rồi. Quá tuyệt vời. Để mình làm hài lòng cái bạn gọi là Guido cái đi. Không mất công bạn. Để xem ngại lắm cơ. Ê. Bảy rồi. Bay vào người chơi cái nào. Úi dồi ôi, bay vào bay ra chơi cái cho vui thôi. Làm gì đâu mà căng. Mình chỉ múa thôi mà. Và đấy mình có thể ulti xong rồi mình chạy ra cũng được. Nhưng mà để dành cái ulti đi ha. Đây, để dành ulti để... Đây, bây giờ mới gọi là sai nè. Tốc biến luôn á. Nào, 1, 2, ui giời ơi, đánh luôn. À, kêu. Ơi, cái trụ nó bắn kìa. Trời ơi, may quá có bạn nào hồi máu cho mình. Không phải chết pha đấy rồi. Xui dại quá, chơi dại quá, chạy vào làm gây gì. Khi mà nó đứng xa quá mình phải giải 2 chiêu mới tới nơi đó. 2 chiêu mà tới nơi á thì mình đi về chỉ được có 1 chiêu thôi. Đâm ra pha đấy mình hơi lỗi một chút. Tại vì thấy nó xanh quá, đôi khi ảo tưởng sức mạnh á. Mình hay bị vậy lắm, hay bị ảo tưởng lắm. Thấy xanh quá bắt đầu ảo tưởng, chán. Đôi khi bị thua ngược vì cái tính ảo tưởng của mình ấy. Ngày xưa mình chưa làm clip này, úi dồi ôi. Ảo tưởng ghê lắm. Thắng được mà không thắng đâu. Tại vì mình muốn ăn mạng cơ, lúc đó chỉ muốn giết người thôi. Sao hay là thắng hay thua chả quan trọng. Nó chỉ muốn giết người nhiều là sướng rồi. Không biết có ai giống mình không ta. Ai mà giống mình thì bỏ đi nha.
Đánh thường thì được, nhưng mà đánh hạng thì đừng có lên như thế. Đúng rồi, tại vì đánh như vậy thì đôi khi sẽ làm tem bị ức chế và thua nhiều lúc rất là vớ vẩn. Rồi xong, trận đấu này cuối cùng cũng đã kết thúc. Mình đã làm hài lòng bạn ghi đùa, hy vọng là bạn sẽ ngủ ngon nhá. Giờ cũng khá là khuya rồi, mình cũng sẽ dừng clip đây thôi. Wow, mà VP luôn mới chịu nha. Về đánh nãy giờ không hề vốn. Mà thôi kệ, lỡ làm clip mà. Đó, đây là được thắng, được thưởng vàng trận đấu. Ô, lên cấp 29 luôn này. Ngon. Thì mình sẽ đi vào, mình mua cục ngọc luôn cho mọi người cùng xem cái ngọc của mình nhá. Ngọc của mình 80 rồi, mình sẽ mua thêm một cục nữa. Tại vì khi lên cấp nó thưởng được 1.300 vàng mà. Đây. Đấy, hai trận. Nó hiện tại 5.600 vàng. Mở cục ngày ra nữa, 1.300 nữa là 6.000. Ok, ngọc công vật lý, ngọc tím công vật lý 2, 6.900 à. Nay mình đánh ra cho nó được 7.000, được 3 cục. Đây, bảng ngọc AD của mình đây, công vật lý, mình sẽ thay ở ngọc tím à. Tốc độ chạy máu tối đa. Ok, thì mình sẽ vào mình mua ngọc hút máu, cấp 3 hút máu nhá. Cái bảng ngọc này thì đợt trước mình có làm clip riêng về nó rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, ngọc hút máu 1.6 đây, ok. Mình sẽ gắn vào luôn, hình như được 4 chấm mấy đấy. Thì ra mình xem nào, 4.8 phải không ta? 3.2, 1.6 là đúng rồi, 4.8. Đây, nhầm đây, bảng áp. Úi giời ơi, bảng áp của mình không phép được có 33 thôi. Đấy, ngọc hút máu được 4.8, chí mạng 13%, công vật lý 12.5, máu tối đa thì được 120. Sát thương chí mạng được 7.2. Tốc độ chạy giảm thời gian một chiêu thì được một ít. Còn 1 2 3 4 4 cục ngọc xanh nữa là ok. Cuối cùng ngọc xanh là 8k. Ok, xin chào mọi người nhá. Mình dừng clip đây.